Benjamin Franklin but to which in a clap moon squash moon. Copan time, Pierre Jaran, procured your clock her mook. People tie rubber balloo, good tunnel look at a prat murder the lamric. Le Benjamin Franklin, Gucci Esra Jun Muru, no crunchum nam Esra Jun, Tapiru good. Diamond men cheap protein of the lamric. Copan tie, miru thought no look at a pratola. Esra Jun Muru did, good look Alexander Hamilton. Roman Trey could soon have a top the bomb on Arabamric. How did mean rope the look of the prat, not the la? Twist but time and drop cannon nine, cheap protein to play amric. Copan tie, Lou Benjamin Franklin, the banky chat took, touching in your mind, dominate the pulmuru, the crump of the samric. People tie look, tuck the crunchum now, Isra Jun, tank from Piru. Nine cheap big dance happen at Saramric. Prom tank chinet, the man two room, crunk cat, tat, tying, sick deprecate, I creep, it was Saramric. លើពីនេះទៅទៀត លោក Benjamin Franklin ក៏ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបផងដែរដែលលោកត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិនៃការរកឃើញថាមពលអគ្គិសនីដែលមនុស្សជាតិយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Benjamin Franklin កើតនៅឆ្នាំ1706នៅក្នុងទីក្រុង Boston សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនោះ Nữ chiếc đàn đầy ảnh ảnh của mùi rồi bỏ ổng lý Hai mình toàn chấp cầm ná chờ rợt ai kỳ rích mùi nửa lái nụ tì Ở bộ mà đài rồi bỏ Franklin Cứ chừng ngạc cáo ít nửa khổ bật tích ổng lý Hai phước chìm nạ sọc mốc tức đầy thầm ấy ca bì mọc hệ bất chân nằm mùn Hai bên chèm bên Franklin Cứ chì côn tiếp rầm bấy Nửa khổ chìm nằm bông bông bằng cát bạp nét Bốc rùm chì mùi nâng bông 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 Miếm bom nóng trong ai cốn từ chú riêng nơi sở về lại Harvard hàng trăm ạ chít chỉ bố bệnh chết Krishasana Tớ bên chùn Franklin áo từ riêng triêm nơi sở là phía xa là tàng Có bàn tay nơi tìm bom phó tớ Đói xa tại bà nhà hạ chỉ vợ phiếp Franklin cho sở là bàn tại Pichnan bà nó Có trở bỏ bọn sở là Tăng bị tớp nâng miền ảy dụ bàn đọc chân năm bộ mà lệ Châu bị sở là Franklin từ chui vừa cả ở bốc bàn Pichnan Muốn nâng tịt phương chìa côn chiến, riêng khẳng bỏ bùm chứ muốn nâng bỏng bỏ. Bỏng bỏ rồi bỏ Franklin nâng bình nụ. Bạn bằng cách cả sạch mũi để kê chặt bằng chỗ tôi không chăm nằm cả sạch ai kê rít nâng bồn kê nữa ảm rích. Hay nâng bình nụ, Franklin đại chìa côn chiến, cứ chìa nợ tụt cả nghe khẳng riêng trăm bùm à sở. Khả nộp bê chìa mùi khí nế, Franklin đầy miên là dụ tượng nâng bạn đập rạm chân ám. Bạn xóm sở xe ạ tạp bắt, đâm bởi dọc từ chọc sái nâng không cả sạch rồi bỏ bỏ ក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសមិនអនុញ្ញាតការបដិសេធរបស់បងប្រុសមិនបានធ្វើឲ្យហ្វ្រេងក្លីនរួញរីនោះទេហ្វ្រេងក្លីននៅតែសរសេរអត្ថបទដោយប្រើឈ្មោះខ្លាំងខ្លាយហើយផ្ញើទៅឲ្យកាសែតដើម្បីសុំចុះផ្សាយអត្ថបទរបស់ហ្វ្រេងក្លីនមិនត្រឹមតែត្រូវបានកាសែតសុខចិត្តយកទៅចុះផ្សាយនោះទេតែថែមទាំងបានដាក់នៅលើទំព័រមុខថែមទៀតចាប់ពីពេលនោះមក Franklin បាន បន្ត សរសេរ អត្ថបទ ដោយ ប្រើ ឈ្មោះ ខ្លាំង ខ្លា នេះ ជា ច្រើន ទៀត ផ្ញើ ទៅ ឲ្យ កាសែត ចុះ ផ្សាយ ហើយ នៅ ក្នុង អត្ថបទ ខ្លះ Franklin បាន សរសេរ រិះគន់ អាជ្ញាធរ ព្រម ទាំង សរសេរ ការ ពី សិទ្ធិ សេរី ភាព ក្នុង ការ បញ្ចេញ មតិ គឺ ជា សរុប Franklin បាន សរសេរ អត្ថបទ ចំនួន 14 ចុះ ផ្សាយ លើ ទំព័រ កាសែត របស់ បង ប្រុស ហើយ នៅ ក្នុង អត្ថបទ ទី 14 ដែល ជា អត្ថបទ ចុង ក្រោយ Franklin បាន បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណ ពិត ប្រាកដ ឲ្យ គេ ដឹង ថា លោក គឺជាអ្នកសរសេរអត្ថបទអស់ទាំងនេះក្រោយមកទំនាក់ទំនងរវាងហ្វ្រេងក្លីននិងបងប្រុសមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ពេលមួយហ្វ្រេងក្លីនក៏បានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះលែងនៅធ្វើជាកូនជាងជាមួយនឹងបងប្រុសតទៅទៀត នៅឆ្នាំ1727 Benjamin Franklin ក្នុងវ័យ17 ឆ្នាំដែលបានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់បងប្រុសនៅឯទីក្រុង Boston បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Philadelphia នៅទីនោះ Franklin បានចាប់ផ្ដើមជីវិតពីដែកទទេដោយប្រកបរបរជាជាងបោះពុំទៅតាមជំនាញដែលរៀនពីបងប្រុសរបស់ខ្លួនពីដំបូងឡើយ Franklin ធ្វើការជាកូនឈ្នួលរបស់គេបន្ទាប់មក
ទោះជាយ៉ាងណាអ្វីៗត្រូវប្រែប្រួលនៅក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអាណានិគមអង់គ្លេសនិងអាណានិគមបារាំងត្រូវបញ្ចប់ហើយជម្លោះថ្មីមួយទៀតបានផ្ទុះឡើងគឺជម្លោះរវាងដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសទាំង13និងអាណានិគមបារាំងត្រូវបញ្ចប់ហើយជម្លោះរវាងដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសទាំង13និងអាណានិគមបារាំងត្រូវបញ្ចប់ហើយជម្លោះរវាងដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសទាំង13និងអាណានិគមបារាំងត្រូវបញ្ចប់ហើយជម្លោះរវាងដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសទ
នៅរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅឆ្នាំ 1748 How Jamai Pill to look Kangi Sankum, Prolog Chok Nong Kakana Yubai, Prom Tang Fuka Saksa, no peace out, can't play with Chisa. Then Chicham not to know terrible look, Tampi Kmain, Chippe, good that don't to know Visa Kissini. Get Moktums and my carnival Franklin, good across the Tavati, the Prombay. Twait about time on Uyun, Trops and Kate Kun, no clonk cat Bobby Sark Clacker, and P. Akissini. Copantai, can you dung on P. Visani? Mimin comrade, take two in a lowy. How can a monton act yok tamapola kissinini? Mok pra pra ban nulano die. No pinu. Tamapola kissini, letter one key yok mok pra pratches dying. Good a kissini static. Hi pra tiny knotis in a peep, chill a canakum san tapano. No pinui. No petalings rockum night, no etikron boston. Benjamin Franklin, ban kun kasam diamond which is a manet, mok be Scotland. Die yok bumpung kao total dog. រួចហើយយកទៅដាក់ក្បែរជើងក្មេងប្រុសម្នាក់បង្កើតទៅជាផ្កាភ្លើងដោយភ្លេងបន្ទោទស្សនីយភាពនេះបានធ្វើឲ្យហ្វ្រាំងក្លីនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងជក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានចំណងជាច្រើនផងដែរហ្វ្រាំងក្លីនចង់យល់ចង់ដឹងស៊ីជម្រៅឲ្យហួសពីអ្វីដែលត្រឹមតែជាទស្សនីយភាពដើម្បីកំសាន្តភ្នែកចម្ងល់ដែលកាមីឡើង គឺនៅត្រង់ថាតាំងហេតុអ្វីការត្រដោះបំពង់កៅហើយយកទៅដាក់ក្បែរជើងក្មេងប្រុសនេះអាចបង្កើតទៅជាផ្កាភ្លើងអគ្គិសនីបានតាមផ្កាភ្លើងនេះនឹងភ្លេចបន្ទោមានអ្វីខុសគ្នាពេលត្រឡប់ទៅហ្វីឡាដែលហ្វាវិញហ្វ្រាំងក្លីនបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនធ្វើការសិក្សានិងពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់អំពីអ្វីដែលលោកបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងទស្សនីយភាពនៅប៊ូស្តុននៅក្នុងការពិសោធន៍នេះហ្វ្រាំងក្លីនបានរកឃើញថាការត្រដោះវត្ថុមួយទ
ពូលគឺគ្រាន់តែប្រមូលអគិសនីដែលមានស្រាប់ហើយតែប៉ុណ្ណោះពូលគឺបន្ទុកអគិសនីដែលមានក្នុងវត្ថុមួយអាចត្រូវផ្ទេទៅវត្ថុមួយទៀតហើយនៅក្នុងករណីនេះបន្ទុកអគិសនីរវាងវត្ថុទាំងពីរត្រូវបាត់ដំណឹងដោយវត្ថុមួយមានបន្ទុកអគិសនីវិជ្ជមានឬបូកហើយវត្ថុមួយទៀតមានបន្ទុកអគិសនីអវិជ្ជមានឬដកដូច្នេះហើយ បានជិះនៅពេលដែលគេយកវត្ថុទាំងពីរទៅដាក់ក្បែរគ្នាឬប៉ះគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅលំនឹងឡើងវិញលំហូរនៃបន្ទុកអគិសនីឬវត្ថុទាំងពីរនេះក៏កាន់មានឡើងហើយបង្កើតទៅជាចរន្តអគិសនីទ្រឹស្ដីតកតងទៅនឹងបន្ទុកអគិសនីនេះត្រូវបានគេយកមកប្រើរហូតមកទល់នឹងសត្វថ្ងៃហើយសំបីតែពាក្យថាបន្ទុកអគិសនីវិជ្ជមានឬបូកនិងបន្ទុកអគិសនីអវិជ្ជមានឬដកដែលប្រើជាដំបូងដោយបេនជាមីនហ្វ្រាំងគ្លីននោះ ក៏ថានឹងជាពាក្យបច្ចេកទេសអគិសនីដែលគេនៅបន្តប្រើប្រាស់ជាទូទៅរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាស្នាដៃខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ចម្បងបំផុតរបស់បេនជាមីនហ្វ្រាំងគ្លីននោះទេអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យហ្វ្រាំងគ្លីនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីរន្ទឺតាំងពីពេលលោកនៅរស់និងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការសិក្សាទៅលើផ្លេកបន្ទោនិងរន្ទះ នៅចុងឆ្នាំ 1749 Benjamin Franklin បានផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពស្រដៀងគ្នារវាងផ្កាភ្លឿននៃការចេញពីបន្ទុកអគិសនីនៅរន្ទះ Franklin បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាបាតុភូតទាំងពីរបង្កើតជាពន្លឺដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នាទម្រង់ស្រដៀងគ្នាគ្រាន់តែមួយតូចមួយធំបង្កើតជាសំឡេងដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយតិចមួយខ្លាំងមានទំនាញជាមួយនឹងលក្ខណៈដូចគ្នាលក្ខណៈ ក៏បានទាញចេញនៅសមតិកម្មមួយថារន្ទះនៅអគិសនីតាមកម្រិតទៅគឺជាបាតុភូតតែមួយក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាទស្សន៍ដីមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់តាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអំពីសមតិកម្មនេះ Franklin ត្រូវការជាចាំបាច់នឹងការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង
Franklin ban sơ sê lịch khách tới căn nhà vật chế sa nước Anh lễ đan được khẩn nút. Lúc ban sơ sê rìp rọp tiếng âm pi trích đấy, nước âm pi cùng rốn được bàn lúc nước không cả thứ bị sao từ lơ rừng tia nước Akisani. Tạm cầm nát được Franklin làm bế thứ bị sao kế từ cả ti tăng cấp bút đôi chỉ phần nôm rứa Akie cấp bút rứa mông cổ cấp bút nằm mũi để miền trong chia lộ hạ làm bế tạ ti rừng tia hỏi kế từ cả tọp chóp sai trong lòng. Akisani bị trong mông cổ một lượt đấy làm bế ai vò mơ thả tao rừng tia bớt chỉ Akisani men rứa cái răng à. Có bản tái, đào xa tại nơi bế nút, nơi Philadelphia mình miễn ạ kì cấp bố, hả có mình miễn tì tăng đại dịch tuôn rưu phân nông cấp bố. Franklin có bài cầm nít trong phương phía sau, ta mà dạ ca bằng họ khai anh, để miễn trong xa châm lòng ạ kì xin ý cho tự lượt đấy châm lúc bằng cô lộ hạ. Từ sự đấy nâng cầm rộn phương phía sau rồi bà Franklin, từ bán kì dọc tự bằng hai nơi vật chế xa, nơi ai đi bằng đất giải phía vật chế xa ông lễ cứ The Royal Society. Bốn tăng trực bán kỳ dọc từ chọc xa chỉ xa tỷ ra nạ, nửa chân năng mươi bóng bằng bí rơi hạ sập. Bị chân năng cả một tiết, cứ nửa đàm chân năng mươi bóng bằng bí rơi hạ sập bí. Từ sức đấy nửa rượu biệt phương bí xa rộng bà Franklin. Trực bán kỳ dọc từ bọ bà rãi chi bí xa bà rãng. Hói bà mạc sát bà rãng ở bí nốt cứ bà bạc lưu y tì đập rãm. Bán bình chí ở nơi vật chế xa bà rãng phương ca bí xa chất trở bàn kỳ riêng trong phương lãi nơi khổng phùm tội mối chung thầm Marley LaVille thật nơi chia cỏng phải thần chương thị cỏng Paris. Hãy nơi thằng ngày tịt đắp khai ưu giới phía trong năm mươi bọn bằng bí rời hai giới phí. Là tập hóa này cả phương phía sau này bằng hai thạ rừng tết nâng ạ kỳ xin ý cứ bật chìa bạc tập hút tại mùi bần mến. Hãy nơi vật chìa xa bà rắn bàn rì ca tự cản rì bần đất giới phía vật chìa xa bà rắn thạ ở vây để Benjamin Franklin bàn được lãng vì mình mến trong tay chìa xa mặt cảm lưu cỏ đa nổi tí. Tại vì cứ chờ cả bất chạy sản đại đạt ách bằng chạy dạng cho bà lo. Tạm bà rạc cả phương phía sau, tạm lẽ cả nạ vật chế xa. Nếu ai phía là đại phía nó, Benjamin Franklin, nếu mình toàn bản đánh bị cả phương phía sau, nếu bà rạng đi nửa lại tí. Có bản tay, kế chung mưu ra bà lúc, bán là bấy sọc sái chỉ ổn ra chết rồi chế xác ta hỏi. Bà bạc Louis thì đạp rám, bán bình chí ở nơi vật chế xa bà rạng, nóng đồng đánh sẽ đầy phía là tập hóa nơi cả phương phía sau. Từ bắt Franklin, đánh nóm từ chư mũi nơi cả cao sở xá, bỏ cốp đã kết thúc đọc khắp phương của bọn phát bị bệnh mạc xa bà rắn, trong phút áo vấy đầy lột bán rộng khởi. Tại các bất, từ sự đấy, nơi vị thịt phương phía sau, đại riêng trọng lãng đại Benjamin Franklin, mình trăm tệ ác ở kỳ đăng bán tha rừng tết, nâng ạ kỳ xin ý cứ chỉ bàn tập hút tại mũi nổi tế, tại trường này từ tiết. Cứ kỳ ác bà vị thịt ní, chỉ bà giọt đó xâm khẳng mũi được nông chữ vật chỉ bà trăm tháng ấy. Cứ cả sàng sang ưu bà có ca biết rồi tìa. Nếu chẳng nằm mùi bọn bằng biệt rồi hạ xa bấy, Benjamin Franklin đã cho xa lạ bán tại biệt chẳng nằm. Hãy trở bằng khẩm chất chúc riêng tăng biệt ở vụ đập chẳng nằm một nút. Trở bán xa cao vật chẳng lại đó là bày là bán chung đồn biệt nữ ẩm rách. Cứ xa cao vật chẳng lại Harvard nâng dễ lắm. Xâm rách đó xa nhà bạch kết tử dũ. Hãy lưu biệt nữ thời tiết. Lúc trở bán kết tử tú đó là bây là bạn bỏ phận mũi nơi lời trả ăn ra chết nơi bên nút. Cứ rì bằng đất sở phí vật chế giả ông lễ rư The Royal Society. Nơi chân năng mươi bọn tầm phía rồi học sợ bầy. Sông kriêm vì vương bà rằng nâng ông lễ trật bắt bằng chóp. Đáo bà rằng trâu tù tù bà ra cháy. Châm nách ông lễ vĩnh. Thế vậy bất tay tù tù chê châm nẻ lưu bà rằng có bắt tay khu nông phê cho mùi khen nút. Ông Lê có tụ tù rổ nơi cả khối khát đau sân kìm dạng thương thương phòng đá. Đã chỉ hết vụ ỏi ông Lê sơ tay nâng trức sai thuần. Bởi chỗ mốc nâng bánh hạ sẽ tạch cách thương thương bản ní. Chắc cơ phúc ông Lê có bán xâm rách đâm lãng quân áo co lưu bởi dự chuẩn đã ru nơi lửa tực đáy an này cung nơi ám lấy kháng trường. Chắc cơ phúc ông Lê dù khương thà bởi dự chuẩn nơi đáy đáy an này cung nơi ám lấy kháng trường ní. Tôi tại chú rung vị phía cái tiền cháu nơi không bị xảy ra phía chết ông lý vì bố thạ phụ kê tụ tụ bàn nụ cả ca phía phía sẵn nạ tế hiến ông lý. Nơi phía nụ, cứ Benjamin Franklin để bạn đào tu nơi tì nhạc sầm khán nơi không cả to su mà tệ nếu chung phụ mộc xảy phía ông lý nơi không tì cổng lóng đám bầy phía dìm chui ca phía đàn đầy anh này cùng tăng đạo bầy. Franklin bán phía dìm bùn dô xảy phía ông lý thạ đàn đầy anh này cùng tăng đạo bầy. Có bán châm nái dàng tràn sinh thức sinh thoát phòng đáy nơi không sừng kìm cho mùi nâng bà rắn. Cứ châm nái tàng lưỡi, nâng châm nái tàng ảy dụ chí vất thể hiện. Càng tài sẵn khám chỉ này tới tiết,
Franklin mạnh lực láng tha viết cứ chư rung đại mình xong hạt hỏi, hỏi mình sọc cho bắp. Đáng sợ thí ông lễ dọc bôn tự lực bệnh cho chân nước đáng đầy nàng này cũng. Khu nông phê đại phụ kế khu miên sớt ở vầy tầng ốc. Khu nông cả trở rốt đầm náng nơi khu sợ thí ông lễ đô chì bố rát ở tầy. Tôi chỉ chẳng nào. Các chì dìm rộng bọc Benjamin Franklin khu nông cả xâm rốt xâm rốt bằng chọc chùm lúc. Trớ tu bà ra cháy. Hai bệnh cho chân nước đáng đầy nàng này cũng ta đợi bấy các bạn nông kinh ngược láng bật trang nâng ở nhà thổ ông lễ. Rồi hốt tu tư chì ẩm phương hăng xá. Hói bằng cáo tư chì cho lần nào bà đề vọt. Tìm tì ai kỳ rịt bí ông lễ. Nơi bí nụ hỏi. Đáng cùng rốn bằng rụm đáng đầy nàng này cũng ta đợi bấy chì xa phép tầm mối. Đại xa nà láng đôi Franklin. Hói đầy trợ bán chì tràn cháu ca bí chà mùi bòm bàm bí rơi hà sập rồi mối. Trợ bán kì quá có cả dô mô vĩnh. Hói nơi chà nà mùi bòm bàm bí rơi chất sợ buồn. Đầm náng đang đẩy Anani cùng ta đọc bấy bằng ba kết bởi chung muối nơi Philadelphia. Đã bàn xâm rách bằng cáo tư chí giập hiệu rùa muối. Đã đặt chung một thạc Continental Congress. Mùi chân nằm cả một tiết. Nơi chân nằm mùi bọn bọn bí rồi chất sạp rám. Benjamin Franklin trực bàn chỉ trừ rước. Ở phút chí xâm mặt chất cân ạ kà mạ thị cá đại miên xâm mặt chất bàm rút. Háu đầm miên tu nể tí chứ nạ tạ tán xích đầy bọc cả ai kỳ rích ảm rích. Đã chánh bí Anani cùng Trước bàn tạ tành chọc, hãy trước bàn sợ phí ăn ở mặt chụp lâu cá nơi thay tí bún khai cả đá chăm mùi bòm bàm bì rồi chất sắp ra mùi. Phiền phiền nút. Chắc rồi phúc ông lễ mình sốc chất từ Scott ai kỳ rịch rồi bảo ảm rịch nhu tế. Tại phút tôi tư vấn, tham theo mắt bình chúng còn tọp chỉ cho bàn tham tiết tư ảm rịch. Khu nông cổ đáy bằng cạp cho lần á tìm tí ai kỳ rịch. Cứ nửa khu nông bà rì bọt này hỏi. Đại Benjamin Franklin trước bàn xà rốt ảm rịch. Bình chúng ai đám bấy phương trình phê xếp bí xếp, cho trả xong chùm núi bí bà răng. Nơi bà răng, Franklin cứ chỉ ảnh ra chốn đồ mình bởi chiếc bây giờ phép sạp, chỉ bí xếp, đào xa tại sản đại rồi bỏ lúc nơi khổng cà rô khuyên trực sự đầy khá ạ kì xin đi. Hai bộ rùm chung mùi nâng tiếp cả xó rồi bỏ lúc khai phát cả tút, Franklin bắn bằng trong bình chốn ôi bà răng tụ tù Scott ai kê rích rồi bỏ xa rồi ảm rích. Hai bốn tàng bàn chô khuôn chui ảm rích, khổng cà phút xứng kìm tôn nâng chạc cả phút ổng lý. Nước chân mùi bóng bằng bì rồi chất sắp rộng bầy. Nước nông rìa bì bàm chân nằm bọn tò màu tiết. Benjamin Franklin bắn bọn tò thất nước nông tì công bà rí. Đám bấy bằng bình bê xa cả cảm khá phát cảm tút đâm ná xa rõ làm rích. Hai bàn đang tu nơi tì nhà xâm khánh. Nước nông cả cho cha lưu sân thị xa nhà công bà rí nước chân mùi bóng bằng bì rồi bà xa bầy. Đáng chi sân thị xa nhà bằng chóp sân kìm bà đề vọt làm rích. Háu đầy chắc cập ông lễ sốc chất cứ chờ rõ ai gửi. Benjamin Franklin bàn vô tổ lọc từ cành xa rõ đầm rịch với nước nam một bòm bòm bì rồi bài sắp rám. Hói bàn chọc chân áo láng cả năm nay chỉ áp hiệp bà rõt Pennsylvania. Bì chân nằm cả một tiết xa rõ đầm rịch bàn ăn mặt rõt thông rồi thông mây mũi hào chiến từ bằng cát rõ tháp hiệp bà xa bòn mùi láo đầm mình luộc chốt Washington chia bà thí nơi tập đầy. Benjamin Franklin vĩnh mình miết năm nay phơi cả nam mũi nước nông rõ tháp hiệp bà xa bòn thông mây nỉ tí. Đói sáng tại bên đó, lúc mình với châm nạng nạ tự hỏi, châm nạch ai sao cập hiếp có tức trôn khắp hoàng đài. Có bản tái tu chỉ rằng là, Benjamin Franklin trở bàn kia chặt tốc, thay chí ai ra chốn đồn miễn ở tiệp bộ bóng phát nơi ảm rích bằng tốt bình George Washington. Benjamin Franklin, bán thị lạc luôn chư thường ngốn hai bắt mốc bì tí xa thị ra nạ. Rồi hốt đọt ngay đời lục tù tu mô ra nạ phiếp nơi khổng kê hạ thang ra bỏ lỗ nơi Philadelphia. Nước ngay tí đọc rộng bí khai mê xa chân năm mươi bòm bòm bì rời cài sấp, nước rừng với 84 năm.